Rồi, hôm nay chúng ta học đến câu 80 rồi mọi người ơi, chỉ còn 20 câu nữa thôi, mọi người cùng cố gắng nha. Câu hỏi: Who was president during the Great Depression and World War II? Trả lời: Franklin Roosevelt. Mọi người cùng xem và học từ mới. Who, I, was, động từ to be ở thì quá khứ là president, tổng thống, during, trong, dùng cho thời gian, the Great Depression, đại khủng hoảng, and, và, world, thế giới, war, chiến tranh, to, hai. Dịch sang nghĩa tiếng Việt là ai là tổng thống trong thời kỳ đại khủng hoảng và thế chiến thứ hai? Trả lời: Franklin Roosevelt. Tiếp tục, mọi người cùng nghe 3 lần để luyện nghe nha. Who was president during the Great Depression and World War II? Franklin Roosevelt. Who was president during the Great Depression and World War II? Franklin Roosevelt. Who was president during the Great Depression and World War II? Franklin Roosevelt. Và để nhận biết câu hỏi này thì mọi người cần nghe được từ khóa Great Depression. Great Depression. Và bây giờ là phiên âm sang tiếng Việt cho mọi người tham khảo. Và cùng đọc với Rana nha. Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt. Luyện nói thôi, bây giờ Rana sẽ hỏi và mọi người trả lời. Mọi người nhớ xem phần ôn bài ngay sau phần luyện nói nha. Bắt đầu. Who was president during the Great Depression and World War II? Đúng rồi, thêm lần nữa nha. Who was president during the Great Depression and World War II? Và đây là phần ôn bài, chúng ta có câu đầy đủ. President during the Great Depression and World War II was Franklin Roosevelt. Tổng thống trong thời kỳ đại khủng hoảng và thế chiến thứ hai là Franklin Roosevelt. Bắt đầu. Trong phần phụ, Rana sẽ nói thêm về bài học để cho mọi người hiểu hơn và không có trong đi thi. Thì đại khủng hoảng là cuộc khủng hoảng kinh tế lớn trong những năm 1930. Nó bắt đầu tại Hoa Kỳ và sau đó lan ra khắp thế giới. Trong giai đoạn này thì nhiều người đã bị mất việc, đói và trở thành vô gia cư. Và khi Franklin Roosevelt được bầu làm tổng thống thứ 32 của Hoa Kỳ, ông đã đưa ra chính sách kinh tế xã hội nhằm giúp cho người dân thoát khỏi cuộc khủng hoảng này. Cuộc đại khủng hoảng kết thúc khi bắt đầu Thế chiến thứ hai, và đây là một cuộc chiến nguy hiểm nhất trong lịch sử, bởi với khoảng 70 triệu người bị thiệt mạng. Roosevelt đã cố gắng giữ cho Hoa Kỳ không có phải tham gia cuộc chiến, tuy nhiên do Nhật Bản đã ném bom của Hải quân Hoa Kỳ tại Trân Châu Cảng, do đó Roosevelt không có lựa chọn nào khác là ngoài việc tuyên chiến. Roosevelt đã hợp tác chặt chẽ với các cường quốc đồng minh để giúp chống lại Đức và Nhật Bản. Ông cũng là người đặt nền tảng cho hòa bình trong tương lai bằng cách đưa ra khái niệm về Liên Hợp Quốc. Cảm ơn mọi người đã nghe video và học bài. Xin chào và hẹn gặp lại nhé!